Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu LED của GM Go với cái mã sản phẩm là G1. Thì đây là dòng máy chiếu LED được tích hợp cả hệ điều hành Android ở bên trong. Nó gần như là một cái thiết bị all-in-one với nhiều những cái tính năng nổi bật. Thì ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu còn nguyên siêu, chưa bóc. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở siêu ra để xem bên trong của nó bao gồm những thành phần phụ kiện như thế nào, cũng như là cái chiếc máy chiếu này nó có kiểu dáng ra sao và những cái tính năng nổi bật của cái chiếc máy chiếu này là gì, thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn trong cái video clip ngày hôm nay. Rồi, thì bây giờ mình sẽ dùng cái con dao này để bóc siêu của em nó. Đừng cắt không được ngọt cho lắm. Thì đây là cái thành phần bên trong của cái chiếc máy chiếu LED GM Go G1. Nó được bao bọc khá là kỹ bởi một cái lớp mút ở bên trên và một cái lớp mút bên dưới. Đó, thì đây là cái dòng sản phẩm chính của chúng ta, cái chiếc máy chiếu GM Go rất là đẹp, cùng một cái hộp phụ kiện ở đây. Mình sẽ để cái chiếc máy chiếu này sang một bên và nói về những cái thành phần phụ kiện trước. Đây là cái hộp phụ kiện của chúng ta. Cái chiếc máy chiếu này được đóng gói rất là kỹ. Đó, chúng ta có một cái hộp phụ kiện, một cái đế để bắt cái chiếc máy chiếu này, cái đế bằng kim loại, cái hướng dẫn sử dụng nhanh và những cái thông tin quy định bảo hành đều bằng tiếng Anh. Đó. Thì cái hộp phụ kiện này được đóng gói khá là đẹp. Đó. Đầu tiên chúng ta có một cái adapter nguồn để cấp nguồn hoạt động cho cái chiếc máy chiếu. Thì cái adapter này nó có hai khúc giống như những cái adapter của laptop. Ra chúng ta còn có một cái chiếc remote. Thì cái chiếc remote này cũng được thiết kế khá độc đáo. Và cái chiếc remote này thiết kế giống như cái dạng đèn pin, dạng tròn, dạng trụ, giống như những cái thiết kế trên cái sản phẩm chính của chúng ta là cái chiếc máy chiếu GM Go G1. Đó, thì hết phụ kiện rồi. Đó, nó chỉ có như đó thôi. Bây giờ mình sẽ để phụ kiện sang bên và nói tên cái chiếc máy chiếu của chúng ta. Rồi, thì đây là cái chiếc máy chiếu GM Go G1 mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Cái chiếc máy chiếu này nó có kiểu dáng thiết kế hết sức độc đáo bởi cái dạng khối tròn, bao bọc bên ngoài là cái lớp vỏ bằng kim loại cùng những cái chi tiết bằng nhựa cứng ở cái phần mặt dưới bên đây. Đó, mặt trước là nơi bố trí của cái đèn chiếu với cái cường độ sáng là 1500 lumen cùng tỷ lệ độ tương phản là 5000:1, rất là ấn tượng đối với một cái dòng sản phẩm máy chiếu LED. Mặt sau là nơi bố trí của những cổng kết nối chính. Chúng ta có cổng adapter nguồn để cấp nguồn hoạt động, một cái cổng mạng LAN, một cổng HDMI, cổng AV, những cổng USB 2.0, 3.0 và một cái cổng để gắn cái ổ khóa giúp khóa cái chiếc máy chiếu này khi trưng bày hoặc là demo sử dụng tại cái cửa hàng. Ở mặt dưới của cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này là nơi bố trí của những cái chân chống trượt dạng hình cung, những cái chân hỗ trợ sự nâng hạ phần đầu, một cái quạt tản nhiệt lớn cùng những cái khe tản nhiệt để tạo sự thông thoáng. Kết hợp với cái quạt tản nhiệt này giúp cho những cái thành phần linh kiện bên trong, đặc biệt là cái bóng đèn chiếu, được mát mẻ hơn trong quá trình sử dụng, và dĩ nhiên là nó kéo dài tuổi thọ của cái chiếc máy chiếu này khi chúng ta sử dụng. Mặt trên của cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này là nơi bố trí của cái nút nguồn ở cái phần trung tâm. Thì nhìn cái phần mặt trên chúng ta giống như là một cái chiếc đĩa CD hay VCD vậy, rất là đẹp. Thì mình xin nói sơ qua về một vài những cái đặc điểm nổi bật trên cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này. Thì đây là dòng máy chiếu LED được tích hợp cả hệ điều hành Android ở bên trong với phiên bản là 4.3. Nó có cái cấu hình phần cứng là Cortex A9 quad-core với bộ xử lý tốc độ là 1.5 GHz và được trang bị là RAM 2GB DDR3. Thì ngoài cái việc sử dụng cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này như là một cái chiếc máy chiếu thông thường, thì bạn còn có thể sử dụng cái chiếc máy chiếu GM Go này như là một cái thiết bị đọc phát. Ngoài ra thì trên cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này còn được trang bị cái hệ thống loa vào ở đây. Như bạn thấy là chúng ta tiết kiệm được rất nhiều, tiết kiệm được cái chi phí mua đọc phát, tiết kiệm được chi phí mua loa, và có thể sử dụng cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này như là một cái thiết bị tích hợp vừa loa vừa đọc phát và vừa máy chiếu, rất là ấn tượng. Thì ở trong cái phân khúc tầm giá là 15 triệu thì cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này là một trong những cái đối thủ rất là đáng gờm so với những cái dòng sản phẩm máy chiếu còn lại, bởi vì cái những
cái tính năng nổi bật cũng như là cái khả năng đa dụng trên cái dòng máy chiếu GM Go G1 này. Thì với cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này, bạn có thể xem những cái bộ phim HD, Full HD, thậm chí là 3D trên màn chiếu với cái màu sắc hết sức sống động và trung thực. Đồng thời bạn còn có thể sử dụng cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này như là một cái thiết bị đầu phát để duyệt web, xem phim, bởi vì nó có khả năng kết nối mạng có dây hoặc là không dây qua tín hiệu Wi-Fi. Thì để biết thêm chi tiết hơn về cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này, bạn có thể liên hệ với Vida qua cái số hotline 0902 799 186, hoặc có thể đến trực tiếp Vida tại địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, để được các nhân viên tư vấn của Vida tư vấn cũng như là giải thích một cách tận tình nhất và được trải nghiệm trực tiếp trên cái chiếc máy chiếu GM Go G1 này. Và những cái video trải nghiệm tất cả những cái tính năng trên cái chiếc máy chiếu này mình sẽ gửi đến các bạn ở các video clip lần sau. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau. Chào các bạn.